Hello, chào mọi người. Thì tiếp tục clip này mình sẽ giới thiệu mọi người mỗi con máy nghe nhạc khác của Sony nha. Một cái dòng Signature cũng mới ra đây, mới phát hành năm 2022 mọi người. Đó, con này là một con Sony WM1A2 nha. Con này chơi hệ điều hành Android và chơi nhạc mạng được mọi người. Đó, mọi người thấy phía sau thì nó được nâng cấp là nó sẽ chơi thêm được cái chuẩn MQA là của Tidal mọi người. Và chơi được file Apple nha, DSD, còn lại những kia thì cũng như cũ thôi. Và bộ nhớ trong của nó là 128GB mọi người. Đó, Bluetooth LDAC và aptX HD nha. Rồi, ok, mình sẽ mở ra mình xem. Bộ này thì về kèm theo cái bao da chính hãng Musashino mọi người. Bao da này của Nhật sản xuất nha mọi người, bằng da thật nha. Rất là xịn sò luôn. Con này là cũng thuộc dòng Signature như con WM1Z nãy mình giới thiệu người, nhưng mà nó là dòng A nha. Dòng A thì nó sẽ là một cái dòng mà nó không có cao cấp bằng dòng Z người, nhưng mà nó cũng thuộc là dòng Signature rất là cao cấp rồi. Và con này nó thề chạy hệ điều hành Android 13 11 chứ mình nhầm rồi, 11. Nó nên là nó chơi được nhạc mạng rất là tốt nha. Chơi nhạc YouTube rồi Spotify, Tidal hay là Corbett gì đó, nói chung là đầy đủ hết. Rồi, máy về thì gần như là mới 99% full box. Con này thì nó sẽ không có thiết kế mạ vàng con kia đâu. Và cái máy này đã được dán cái miếng chống bá vân tay mọi người. Đó, máy này thì sẽ không nặng bằng cái con mà WM1Z mới nãy đâu. Đó. Thì bao da của nó ợp, bỏ vô nó sẽ vậy nè. Rồi, mình mở cho mọi người xem nha. Nhưng mà con này nó sẽ có những cái tính năng mới mà cái con WM1Z không có mọi người. Như là cái tính năng upsampling lên cái DSD mọi người, DSD convert qua DSD và chơi á. Và con này nó chơi cái cổng sạc Type-C, thẻ micro SD thì nó sẽ hỗ trợ lên tới 1TB, thậm chí 2TB nha mọi người. Thì con này khi mà gửi về thì người ta sẽ khởi tạo nha, để quên. Để mình cho mọi người xem cái phụ kiện và giấy tờ của con này nha. Nó sẽ nằm ở dưới đây mọi người. Nó sẽ nằm dưới đây mọi người, lôi này ra nha, lôi này ra. Đó, thì nó sẽ gồm một cái cáp sạc chính hãng của nó mọi người. Cáp sạc chính hãng đây. Cáp Type-C nha. Nói chung con này Type-C nên là mọi người dùng chung sạc với lại những cái điện thoại Android khác là được. Thì đó, ngoài ra thì nó sẽ còn những cái giấy tờ mua hàng đây mọi người thấy không, WM1AM2 đó này, cái số gì này. Đó. Thì cái con này nó cũng mới bán xuất phát hành năm 2022 thôi, nên là gần như nó cũng là một cái dòng máy mới mà. Đó, đây là hướng dẫn sử dụng thôi mà. Hướng dẫn sử dụng gọi là cái manual mà. Rồi, ok đó. Con này cũng là hàng đấu giá Nhật về nên là nó sẽ là bản quốc tế và không có tiếng Việt nha mọi người. Nên mở ở đây nó sẽ mặc định là tiếng Nhật. Thì mình sẽ chọn ha, nó sẽ có tiếng như là tiếng này là Đức là tiếng Hà Lan nè, tiếng Anh nè, tiếng Espanol Tây Ban Nha nè, Phanxe là tiếng Pháp nè, Italiano là tiếng Ý nè, Polski là tiếng Ba Lan người, Portuguese là tiếng Bồ Đào Nha nè, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng gì mình không biết, chắc tiếng Nga quá, và tiếng Trung Quốc đó, vậy thôi. Rồi mình sẽ chọn English rồi mình start thôi. Start thì nó sẽ vào trong rồi. Rồi mình agree thì mấy cái này, mấy cái điều kiện, điều khoản thôi. Mọi người lưu ý là con này khi mà quên cái mã khóa màn hình đó là phải ra Sony để họ hỗ trợ, chứ không có kiểu như reset lại là nó mất là không có, mất password là không có nha. Nên là cái này mọi người lưu ý nha. Nên là thường những cái này cũng chẳng có gì để mình đặt cái mã khóa cả, nên thường mình sẽ không có cần cái mã khóa, mình bỏ luôn. Máy gần như là 99% nha người, và màn hình đã dán luôn rồi, máy rất là mới. Xài bảo da nữa thì nó gần như là nó không trầy luôn rồi. Thì con này nó cũng có hai cái cổng, một cái cổng 4.4 balance và một cái cổng single end 3.5. Mình sẽ nghe nhạc với dàn âm thanh qua cái cổng 3.5 nha. Và mọi người đừng có chê con này cổng 3.5 nó ra một cái độ tĩnh rất là cao nha người. Những cái con mà RCA nhiều khi tách kênh là không có bằng con này đâu. Nhưng mà yên tâm, người ta đã thiết kế những cái mặt rất là xịn sò trong đây rồi. Cái độ tách biệt của nó kênh trái phải đồng nhất và nó rất là phân tách nha mọi người. Không có lo cái việc mà bị
dạng như là lõm lõm mà hai kênh không đều với ù rè đâu. Và mọi người dùng những con này thì mua những cái cáp chất lượng cao mà cái lớp ngoài mạ vàng đó, thì mình cắm vào thì cái tiếp xúc nó tốt thì cái âm thanh nó sẽ chuẩn hơn. Rồi đây nó hỏi có copy thiết bị không thì mình không copy. Để mình vào trong mình giới thiệu một số chức năng cho mọi người nha, nên là mọi người chịu khó đợi chút nha. Tại con này máy khi mà gửi về người ta sẽ khởi tạo nên là mình phải phải cài đặt lại. Đó, những cái con này mà mọi người dùng nghe nhạc trên ô tô, người ô tô và với những cái hệ thống âm thanh mà cao cấp mà mình đổ thì nó rất là hay. Âm thanh thường cũng hay rồi, nó có Bluetooth luôn, hoặc là nếu mà tốt nhất thì mọi người nên cắm dây thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ cao hơn. Lúc nào cũng vậy, mọi người cắm dây cao hơn nha. Rồi ok, đó là vô mọi người. Màn hình rất là lớn nên là thao tác rất là dễ dàng rồi, và vuốt cảm ứng tiện lắm. Nó to gần như bằng cái màn hình của cái iPhone mà Pro Max luôn á mọi người, thấy không? Bự lắm. Và chạy hệ điều hành Android nha, Android, thấy không? Có Play Store, Play Store có Chrome rồi. Có Google nè, YouTube, YouTube Music nè, mọi người muốn cài thêm những cái app khác thì vào đây thôi. Rồi đây là cái app Walkman của nó mọi người. Walkman của nó đây đó, trong này thì nó sẽ có, nó chơi theo old song, chơi theo album, chơi theo folder, chơi theo nhạc hi-res, rồi favorite playlist, rồi nói chung là rất là nhiều cái để chơi. Và chức năng USB DAC của nó đây người, cắm bật lên thì mình cắm cái cáp vào máy tính thì mình sẽ làm cái DAC giải mã luôn nha, DAC giải mã 32 bit 384 kHz và DCD 256. Mình quên nữa, con này nó sẽ giải mã được 32 bit, 384 kHz và DSD 256 người. Rồi còn lại thì những cái preset như là chỉnh chỉnh direct hay là mình chơi chỉnh equalizer nè mọi người, có nó sẽ có 10 cái cần nha, để mọi người chỉnh lên xuống nha. Ở người on thì nó lên, rồi DC thì nâng cấp lên ultimate, nghĩa là nó xử lý âm thanh theo kiểu là AI á, rất là tốt này, AI technology này. Rồi cái này tuyến tính pha để cho giải âm trầm nó tốt hơn thôi. Rồi giả lập đĩa than, và một cái rất là hay là DSD remastering nha, nghĩa là on PCM signal. PCM là gồm có những cái file DAV và file FLAC của người, nó là PCM á, signal are convert to DSD signal, đó là nó sẽ convert to DSD và nó chơi nha, nó rất là giá trị. Rồi đó là mình giới thiệu sơ con này nha, và mọi người lưu ý là con này nó sẽ nhận được thẻ nhớ rất là cao nha, và nó chơi nhạc rất tốt. Mọi người có thể mua con này để làm cái thiết bị nghe nhạc trên ô tô, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp mọi người. Mình là một người nghe nhạc chuyên thì mình không nên nghe nhạc bằng điện thoại, những cái xe sang sang chơi cái này nữa thì nó đúng bài, đúng bài bao da của Nhật nữa người, hàng của Nhật nữa, khỏi lo gắn cái thẻ 1 TB nữa nghe nhạc tẹt ga luôn. Rồi bộ này thì mình bán 21,5 triệu nha mọi người. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.